Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Từng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Thì hôm nay mình thấy phô mai cũng đẹp đẹp không nha quý vị ơi. Còn bên đây nữa nha, quá xá luôn ha, thấy cũng đẹp đẹp không quý vị. Chào anh. Rồi, chào cô chú anh chị em gần xa. Nay mình có 16 phô mai, gồm hai loại là tứ quý, mai vàng. Thì mong cô chú anh chị xem rồi thấy thích thì mua giùm mình, ủng hộ mình. Tên là Từng, ở ấp 1 xã Tân Hưng, Ba Tri, Bến Tre. Thì mong số điện thoại của mình là 0374816778, đó là số Zalo của mình luôn nha cô chú anh chị. Hình thức mình ship sao anh? Cây này là hình thức ship là toàn quốc hết. Bao ship toàn quốc hết ha. Rồi, bao ship toàn quốc hết. Cái cao đó luôn phải không? Cao luôn. Cao bay gì ship hết toàn quốc. Rồi, cao bay gì ship toàn quốc hết ha. Rồi, mình vào cây số 1 quý vị ơi. Rồi, cây đầu màu cây, tiên. Xuất phát cây số 1 là cây mai tứ quý nha. Rồi, tứ quý. Từ cây số 1 đến cây số 5 là tứ quý hết. Rồi, cho chiều cao luôn anh. Cây tứ quý đầu tiên mã số 1. 29. Là 129 á ha anh. 129. Đây là cái này cái này thì đế nó cấm chứ nó không có xè. Rồi anh cho cái quần rồi bán giá luôn anh. Rồi ba mấy đây. Rồi 39 ha. Rồi 39. Rồi. Cái này giao lưu nhiêu anh? Cái này giao lưu giá 2.6 triệu. 2.6 triệu. Rồi, xuống cây, mã số 1. Rồi, cây số 2 cũng là cây tứ quý. Rồi, mã số 2. Tứ quý luôn nha quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao là 99. Rồi, cao 99 ha, gần 1 mét. Rồi, 99. Rồi. Rồi, hoành 23. Hoành 23. Rồi, để đây quý vị. Rồi, cái này giao lưu nhiêu anh? Cái này 800. 800 ngàn, bao ship toàn quốc hết nha quý vị. Rồi, xuống cây. Mã số 2. Rồi, mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một phôi tứ quý luôn nha quý vị ơi. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao này là 86. Rồi, cao 86. Để cũng to ha. Bể ha. 29. Rồi 29 nha quý vị. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây anh? Cái này giao lưu 900. Rồi 900 ngàn nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 4. Cây số 4 cũng là cây mã tứ quý. À, cũng là tứ quý luôn nha quý vị ơi. Rồi, tay cành quá xá ha. Rồi, cho chiều cao luôn anh. Này, tay cành đẹp. Rồi, chiều cao này mét 8. Rồi, khoảng mét 8 chiều cao nha quý vị. Tay cành quá xá ha.
Rồi cho cái hoành báo giá luôn nha. 32. Rồi. Cái này giao luôn nhiêu anh? Cái này giao luôn 2 triệu 6 nha. Rồi 2 triệu 6. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5 cũng tiếp tục là một phôi tứ quý nha luôn nha quý vị. 1, 2, 3, 4, 5 là tứ quý hết ha. Rồi tại cành cũng quá xá luôn ha. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi khoảng 2 mét ha. Rồi tại cành quá xá luôn nè. Cái này gió cây luôn. Cành quá xa tại cành. Cái này để nôm sổ xuống nha. Này 25 quý vị ơi. Rồi quần eo 25. Mình đo sơ khảo quần eo thôi. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây anh? Cái này giao lưu cũng 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi nha quý vị. Cái này lớn lắm á. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên cây số 6 luôn. Rồi số 6 trở về sau là mai vàng ha. Rồi từ cây số 6 trở về sau là mai vàng hết. Rồi mã số 6 trở về sau là mai vàng nha quý vị. Rồi cô chú coi xem rồi tham khảo cây chứ em cũng không giới thiệu nhiều nha. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi cây này chiều cao là 86. Rồi cao 86. Nguyên cái bể hết hồn ha. Rồi cho cái hoành luôn anh. Rồi như 41. Đây. Rồi 41 quý vị ơi. Em khảo thử cái củ này kìa. Củ này 80. Rồi. Củ đặt 280 ạ. À, cây này giao lưu nhiêu anh? Cây này giao lưu 3 triệu rưỡi nha. Rồi 3 triệu rưỡi quý vị, bao ship toàn quốc hết tất cả các cây nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7. Rồi cây số 7. Rồi cho chiều cao luôn. Cao 112. Rồi cao 112 quý vị. Hoành 36. Rồi cái này giao lưu như đây cái anh? Cái này 1 triệu 7. Rồi, 7 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 quý vị ơi. Rồi, mã số 8 đây ha. Có bộ đế nhìn cũng quá xá lực luôn ha. Cái số 8 này đế đẹp ạ. Rồi, cho chiều cao luôn. Cao là 97. Rồi, cao 97. Bộ đế nhìn lực kia luôn ha. Cộng nào cũng lấy hết sức. Rồi. Quạnh nhiêu đây? Xe qua. Rồi, 37 nha quý vị. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây anh? Cái này giao lưu 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi quý vị, nhìn cây rất là bộ rễ rất là lực ha. Rồi xuống cây. Chín đây bên đây. Rồi mã số 9. Rồi cây số 9 đây.
này cũng có lục cục lò hòn trên thân mình đó, là chắc nó biết nó bị gì rồi. Rồi, cho chiều cao luôn anh. Rồi, chiều cao mình tính hết thứ đi. Rồi, 1.5 m ha. 1.5 m đi, đường thang luôn, có dư thì chút đỉnh hay sao. Rồi, nãy nó lục cục này đó hả? Ừ, lục cục nó nổi vậy đó, chắc nó cũng bị... bị ung thư á. Bị ung thư từ lúa rồi. Cây này hoành 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, cây này giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, cây này giao lưu 1.4 triệu. 1.4 triệu nhưng quý vị. Rồi, xuống cây. À, tất cả các cây hôm nay là anh từng mình bao ship hết nha quý vị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi lên cây số 10. Rồi cây này chắc cũng bị ung thư nữa nè. Cây này nó chảy rồi. Rồi. Mã số 10 nha quý vị. Rồi tính 1.5 m luôn nè, hết thước là 1.5 m đi ha. Rồi. Dư vài phân không thành vấn đề, thiếu vài phân cũng không thành vấn đề ha. Chiều cao mà thôi thì mình rồi dừng đó anh. Đây quý vị, nó bị chảy nè, giống như cái sáp đằng cày mà đốt nó chảy bạch xuống ha, xù chảy ha, như đây cũng có luôn ha. Ở dưới có không anh? Nó sắp lên rồi. Cái đây thì mấy cái nách thân của cái nhánh thì nó cũng lên ha. Rồi quần eo 32 luôn. Rồi 32. Đây, để đây quý vị. Rồi giá nhiêu đây anh? Đây này 1.5 triệu. 1.5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. À xuống ơi. Rồi 11 lên luôn. Rồi mã số 11. Cũng có bạch bạch ra nó. Này dòng họ mai của nó à. Cũng bị ung thư nữa hả? Rồi mã số 11 nha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi cái này 1.5 m luôn. 1.5 m luôn ha. Cái này thiếu thiếu 1.5 m nha, vậy phân còn nãy không sao ha. Chiều cao thì dương phân, thiếu phân không thành vấn đề. À, dừng anh. Bên đây nói bên đây hả, có mấy cái hộc hộc cái lục cục này hả? Ờ cái này mà mình chỉ nhỏ nhỏ mình không tính ha. Không tính đi, cũng như tính ha. Đi. Thì báo sơ cho cô chú vậy thôi chứ mấy còn mấy... còn báo giá là báo giá mai vàng thường nha quý vị. Không tính báo mai xù nha. 26 ha. Rồi quần áo 26. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, cây này giao lưu 1.4 triệu luôn. 1.4 triệu. Rồi, mã số 11 nha quý vị. Số 11. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, vô cây 12 luôn. 12 cũng khá nặng ha. Thân cây to nè. Rồi, cho chiều cao luôn anh ơi. Rồi, khoảng 2.5 m nha quý vị. Rồi. Cái này lực cây nha. Còn mấy cái tay cạnh nó làm như nó có lưu cục như gì đó, cái vú bò gì đó. Phù phù ra đó. Có một cục trà bá trong mới ra ha. Rồi. B
36 ha. Rồi quần heo 36. Cây mã số 12 nha. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi cây này giao lưu 3,5 triệu nha. Rồi 3,5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Mã số 12. Mã số 13. Cây cao á anh, chứ không phải cây mai hả? À cây mai cao chứ, vẫn nên nói cây cao nhìn hết hồn rồi. Rồi cây mai này cao nhiêu rồi anh? Chắc trên nó khoảng trên 3 mét lên đây. Rồi tính 3 mét rưỡi đi. Rồi. Rồi, xây xây đi anh. Rồi, cho cái hoành này mình báo cái giá luôn. 37. Rồi 37 hoành xen dòng đế thì rồi, giá ha. Giá 2,5 triệu luôn. Rồi 2,5 triệu rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây. À, mình tiếp tục lên cây mã số 14 ha. Rồi cũng là một cây mai cao nha quý vị. Rồi cũng quá sát cao luôn ha. Rồi cao bao nhiêu đây anh? Cây này bằng cây nãy luôn á, hai cây đồng nhau. Dạ rồi. 3,5 mét luôn. Rồi 3,5 mét đi ha. Đó quý vị, con số tay cạnh luôn ha. Rồi hoành 30. À cái này giao lưu nhiêu đây anh? Đây là giao lưu 2 triệu. Rồi à, 2 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Cây cao nhồng vậy bao ship toàn quốc luôn. Cái 15 là cây nào anh? Cây này cây 14 nè. 15 16 đây. 15 là cũng mà là một cây mai cao thẳng băng ở trên phải không? Cây 16 là cây mai bay phải không? À, cây 15 là cây bìa nhất nha quý vị, cây cao nha quý vị, cây cao đó. Rồi cao khoảng nhiêu đây anh? Cây 15 là cao 4 mét đó. Rồi 4 mét ha. 4 mét cao hơn luôn á, đại tính 4 mét ha. Tại mấy cây này cao quá, có cái đường dây điện đó, ghi ra đó trước. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi hoành eo 39. Rồi 39 ha. Thử cái cũ luôn này coi. 63. 63. Củ 63 nha quý vị. Rồi
đáp vòng vòng ha. Đây con đầm đầm ha. Rồi cái này anh giao luôn như thế anh? Cái đó giao luôn 4 triệu rưỡi á. Rồi 4 triệu rưỡi ha. Rồi mình qua cây 16 là cây mai dáng bay ha. Cây 16 cây mai dáng bay đây. À, cho cái chiều cao với nhánh bay luôn anh. Chiều cao là 1m6. 1m6 ha, rồi nhánh bay. Từ hao luôn á, 1m6 ha. Rồi, nhánh bay ra anh. Nhánh bay này từ đây ra 2m đi. Rồi, bay ra 2m ha. Rồi, cái độ đắt của nhánh bay. Cái bài này cái thân hình nó phù bố cục nha. À này bài ra 2m nha quý vị. Cái bài đó cái thân nó bài ra nó cũng có mẹ cái đoạn lắc cũng hay lắm á. Này có cái cục bố đây hả? Cục này nó có mấy cái cục bố rồi nó phù nè, khúc này đoạn rộng nó có cục bố rồi. Rồi, gốc sần sùi thôi chứ không có gì mình nha. Mình cũng tính thường thường đấy, là mình báo vô sần sùi. Da nó sần thôi chứ không có gì. 41 bệnh à. À 41 bệnh ha. Rồi, để đây quý vị. Đây cũng xè ha. Để nó xè nó mà. Cái thân cũng sần sùi dữ ha. Cục dữ ha. Sần sùi hết rồi. Rồi cây này giao luôn như đây anh? Cây này giao luôn 4 triệu rưỡi anh. Rồi 4 triệu rưỡi ha. Rồi bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem mà quý vị cảm thấy thích cái nào thì alo trực tiếp cho anh Tần nha quý vị. Rồi số điện thoại của anh Tần mình để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.